Anh cũng thế. Thế nên là nghĩ như là làm tóc cho em nha, cảm giác nó sẽ khác với các khách trước anh từng làm. Tại vì là anh rất là thích nghe dòng nhạc của em. Ba má của anh cũng là một fan ruột của em. Ba má anh hay nghe nhạc hả? Đúng rồi, rất là thích nghe. Hôm bữa mà em nhắn tin cho anh đó, xong rồi anh điện cho ba má là có sắp tới con sẽ làm tóc cho bạn Tuyết Nhung. Thì ba má anh rất là thích nghe dòng nhạc của em. Tại vì sắp tới là em sẽ có một cái show quan trọng, cho nên là em muốn qua anh để làm cái mái tóc gì đó anh làm cho em, nó hiền dịu, nó nết na cho À, nó không. Anh thấy nhìn. em là hiền diện đích na rồi, ok rồi. Nhưng mà kiểu như thay đổi cho nó đẹp hơn thôi. Dạ. Bây giờ vì là nó quan trọng nên là anh sẽ tư vấn cho em nó kỹ kỹ một tí. Ông ơi, nhưng mà em không cần tư vấn kỹ đâu. Bây giờ em đã qua anh rồi thì em tin tưởng anh 100%, anh làm cái gì cũng được hết trơn. Nghĩ sao là nó hiền dịu, nó nết na là em chịu. Cô chú anh chị vừa xem Tuyết Nhung chia sẻ về việc em ấy đi làm đẹp, đặc biệt là làm tóc tại một tiệm làm tóc của Quỳnh Ngọc Dinh. Quỳnh Ngọc Dinh là một người rất mến tiếng hát của Tuyết Nhung, cũng như gia đình ba mẹ của người này đều thích tiếng hát của Tuyết Nhung. Phải nói là đẹp hiền diệu luôn anh ơi. Quỳnh Ngọc Dinh, cảm ơn anh Dinh đã làm tóc đẹp cho bé Nhung, chuẩn bị cho show quan trọng sắp tới. Đó là chia sẻ của Tuyết Nhung về việc hôm nay Tuyết Nhung đi làm đẹp, làm một kiểu tóc mới và gặp ngay người yêu mến mình, đó là Quỳnh Ngọc Dinh. Rất là tuyệt vời phải không cả nhà? Tuyết Nhung đã giới thiệu về một kiểu tóc mới. Thì cả nhà nhìn vào hình ảnh này cũng thấy Tuyết Nhung như thế nào thì hãy cho Phúc một lời bình luận nhé. Nói chung hình ảnh này của Tuyết Nhung quá xuất sắc phải không cả nhà? Để chuẩn bị cho live show mini bất đề của Tuyết Nhung Giác Long vào ngày 13 tháng 7 sắp tới đây, Tuyết Nhung hiện nay đang rất tâm huyết đầu tư cho cái live show này. Vì vậy, chắc chắn là trong live show này, ngoài tiếng hát của Tuyết Nhung và Giác Long, thì hình ảnh, ngoại hình của Tuyết Nhung rất được chăm chút kỹ lưỡng. Giờ đây thì em ấy đã đi làm kiểu tóc mới để chuẩn bị cho show diễn. Hình ảnh này của Tuyết Nhung rất xinh đẹp, phải không cả nhà? Quá tuyệt vời. Công chúa có thể nói là ngày càng trưởng thành, sắc đẹp thăng hạng lên từng ngày theo thời gian. Quá tuyệt vời. Hình ảnh này, mọi người hãy cho một lời bình luận về công chúa Tuyết Nhung nhé. Chuẩn bị cho show diễn sắp tới, công chúa đã làm đẹp để có một hình ảnh tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất vào cái đêm bất đề của cả hai Tuyết Nhung và Giác Long tại phim trường Truyền Thông Khang số 5B đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì rất nhiều cô chú anh chị cũng đã đồng quan điểm với Phúc và chia sẻ rằng đẹp quá em ơi, đẹp lắm, xinh quá, đẹp á con gái. Bé Tuyết Nhung quá đẹp, để tóc dài nhìn rất dịu dàng, rất dễ thương. Đẹp lắm gái ạ. À, quá đẹp em Phạm Tuyết Nhung ơi, hồn nhiên và dễ thương, xinh quá chị ơi, đẹp lắm con gái, đẹp quá và đẹp cháu cưng ơi, hi hi. À, thì Tuyết Nhung cũng đã gửi lời cảm ơn đến với tất cả mọi người vì đã thả tim cho Tuyết Nhung, cũng như những lời bình luận khích lệ tích cực cho Tuyết Nhung. Đó là những câu chúc mừng vẻ xinh đẹp của Tuyết Nhung, một cô gái rất hiền diệu, dịu hiền với mái tóc dài quá tuyệt vời. Hiện tại thì Tuyết Nhung
cũng đang tiếp tục tập vợt cùng với người bạn diễn của mình là Giác Long để chuẩn bị cho show diễn vào ngày 13 tháng 7 sắp tới đây tại phim trường Tiền Không Khang, với cái đêm nhạc đầu tiên mừng sinh nhật của cả hai được tổ chức lần đầu. Quá tuyệt vời phải không cả nhà? Và số điện thoại hotline để mọi người đặt cái vé xem trực tiếp cũng như xem online tại phim trường Tiền Không Khang, đó là số điện thoại hotline 0708387879. Chúc cho hai anh em có thật nhiều khán giả. Trước tiên mừng sinh nhật hai anh em, và sau nghe hai anh em hát, mong sao khán giả mọi miền thương hai anh em đến ủng hộ cho Tiết Nhung Giác Long thật đông. Và cũng là một sự tự nhiên, nghe Long bảo đi tìm khắp sân khấu nhưng không có sân khấu nào rảnh, nghe thương quá. Chắc chắn mẹ và cô của các con chỉ dẫn cho ba Diễm Phạm và cậu Huy. Chắc chắn mẹ con đã mách bảo với ba Tèo và cậu Huy chỉ dẫn sân khấu cho các con. Tình yêu mẹ con ở nơi xa, nhưng chắc chắn sẽ theo dõi các con từng ngày. Vì vậy các con hát đâu thì trước tiên các con hãy cầu tổ nghiệp, sau là các con phải lạy mẹ Phi Nhung và cầu cho mẹ con ở nơi xa phù hộ được, sẽ luôn được suôn sẻ. Các con Tuyết Nhung sẽ luôn luôn được nhiều khán giả yêu mến, vì mẹ sẽ luôn ủng hộ các con. Đi đâu mẹ cũng theo các con và luôn theo dõi các con. Chúc các con thành công đêm diễn. À, đây là một cô khán giả rất là xúc động khi nghe Giác Long và Tiết Nhung trong cái buổi live stream gần đây nói về việc tìm cái sân khấu biểu diễn cho cái show mừng sinh nhật. À, rất là khó khăn, đa số là các phòng trà đều đã vướng những cái chương trình, nên để tìm một cái nơi rộng rãi để cho Tiết Nhung, Giác Long trò chuyện và hát cùng với khán giả rất là khó khăn. Và may mắn là được ba Tèo, Diễm Phạm cùng với người cậu Thanh Huy giới thiệu cho cái sân khấu, đó là phim trường Tiền Không Khang. Và đây là một phim trường rất rộng, bởi vậy trong chương trình này Tuyết Nhung, Giác Long rất là chú tâm với những cái bài hát cũng như tiết mục cùng với vũ đạo để làm sao có một cái đêm diễn thật sự hoành tráng, ấn tượng để gửi đến với tất cả khán giả. Đó là điều mà Tuyết Nhung và Giác Long hiện nay đang cố gắng thực hiện, cũng như tập dượt những cái bài hát tốt nhất để gửi đến với tất cả khán giả trong cái đêm nhạc của mình, cũng như hình ảnh rất là chỉnh chu mà cô chú anh chị vừa xem được khi thấy Tuyết Nhung đi làm tóc để chuẩn bị cho cái show diễn của mình vào ngày 13 tháng 7 sắp tới đây. Chúc cho Tuyết Nhung, Giác Long sẽ đón nhận nhiều sự ủng hộ yêu mến của rất nhiều cô chú anh chị khán giả trong và ngoài nước. Và mọi người hãy nhanh tay gọi ngay số điện thoại hotline để đặt cho mình một tấm vé xem trực tiếp cũng như xem online qua số điện thoại hotline 0708387879. Xin chào và hẹn gặp lại.